Xin chào anh nhé. Tiếp theo clip này thì còn lại tiếp tục test con đẩy bãi dòng máy Sotanda với nhá. Mỗi mã là AZSVO24 900W một kênh. Thì dòng này thì ba cho bác đánh cặp súp 50 đánh căng với nhá. Thì em sẽ test cho bác là một kênh đánh một đôi full 30 và một kênh đánh một quả súp 50 để bác biết được cái sức mạnh của con đẩy này như nào. Và hơn nữa thì con này rất là mới và đẹp với nhá. Đấy, con đeo tai nghe. Của anh rung hết nhà luôn. Thì với công suất của nó 900W một kênh, nhưng mà cái lát hát nó rất khỏe nhá. Nếu mà 4 ôm của nó rơi vào tầm 1.300W một kênh. Đẩy máy Sotanda rất đẹp. Và con đẩy này giá là 5 triệu giá tại cửa hàng đấy nhá. Nó còn như mới. Bác nào mà không có đẩy 3 kênh, mà không có đẩy 4 kênh, mà muốn chơi bền lành mà chơi đẩy 2 kênh thì cũng thể đánh một kênh súp, một kênh full. Tức là một kênh đánh một đôi full, một kênh đánh súp. Như con này thì nếu bác nào mà đánh súp thì em bao bác đánh một cặp súp bắt 50 đánh căng mới nhá. Này, 900W một kênh. Tiếng rất là hay, nghe rất là phê luôn. Nghe cực kỳ là phê luôn. Đấy. Máy cực kỳ đẹp đó nhá. Con này nó sử dụng là sò nó JB kép. Tổng là 24 sò, còn sò chính là 20 sò thôi các nhá. Và cái lát này không là dùng nhiều sò và tất cả máy nó còn tức là vẫn còn nguyên phấn luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Bình thường hàng bãi thì em lấy thì cũng có rất là nhiều lô đẹp, nhưng mà phải nói lô này thì nó quá đạt chất lượng luôn, đẹp như mới. Đấy, như mới luôn các nhá. Bạn nào chơi con này thì cực kỳ thích luôn. Tín hiệu đằng sau bằng dây nguồn này, bằng nguồn dời nhé. Ra loa bằng dẫn trích và tín hiệu vào bằng cọc loa. Đấy, có đồng link đầy đủ hết. Máy rất đẹp luôn. Tụ thì toàn sử dụng là tụ là 100V, 4700mA và 2468 tụ. Tất cả trên này vẫn nguyên. Rất là phê. Bắt đầu tai nghe mà nhé. Em test thì hiện tại thì nó lẫn nhiều tạp âm bên ngoài, mong bác thông cảm. Ok, xin chào bác.